Thưa quý vị, theo kế hoạch, từ sáng mai, mùng 6 tháng 12, học sinh lớp 10, 11, 12, các vùng 1 và 2 của Hà Nội sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên, vào trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại bất ngờ ban hành công văn hỏa tốc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Thay đổi được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với trước. Cụ thể, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối lớp 12 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã, mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết hợp với trực tuyến kể từ ngày thứ hai, ngày 6 tháng 12. Theo đó, 50% số học sinh khối lớp 12 học trực tiếp từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các ngày còn lại học trực tuyến. Đối với các huyện, thị xã, học sinh lớp 9 trung học cơ sở tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh các cấp tiểu học, các lớp 6, 7, 8, cấp trung học cơ sở, lớp 10, 11 trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường chỉ bố trí cho học sinh đến trường trong một buổi một ngày. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, sở sẽ có thông báo mới về việc tổ chức đi học trở lại trực tiếp cho học sinh. Việc Hà Nội liên tục thay đổi kế hoạch đi học của học sinh khiến cho dư luận băn khoăn về khả năng của những người ban hành chính sách của thủ đô. Trước đó, ngày 3 tháng 12, đúng vào chiều ngày thứ Sáu, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo tới các trường để triển khai kế hoạch dạy học trực tiếp từ sáng thứ Hai. Việc ban hành kế hoạch gấp gáp khiến các trường phải gấp rút lên phương án về dọn dẹp vận hành chống dịch để đảm bảo an toàn. Điều đáng nói là nhiều trường và cả các bậc phụ huynh đã không ủng hộ phương án này, nhất là khi học sinh cấp 3 chỉ mới vừa được tiêm vaccine xong, chưa đủ 14 ngày để sinh miễn dịch. Trong khi đó, dịch bệnh tại Hà Nội thì mỗi ngày có tới hàng trăm F0 trong cộng đồng. Trước đó, Hà Nội cũng đã liên tục ban hành rồi lại tạm dừng, rồi lại thay đổi các biện pháp chống dịch gấp gáp vào ngày cuối tuần. Đơn cử như là quy định về giấy đi đường cũng đã khiến cho người dân bức xúc vì không thể trở tay.